Sau nghi vấn rạn nứt, Hà Hồ xuất hiện thân mật cùng Kim Lý. Không lên tiếng thanh minh, cũng chẳng cần chứng tỏ, cách Kim Lý và Hà Hồ lặng lẽ ở bên nhau trong những sự kiện quan trọng, đủ để khẳng định họ vẫn đang hạnh phúc. Tối ngày 9 tháng 10, đông đảo người đẹp Hà Nội tham dự lễ giới thiệu sản phẩm mới của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cụ hot girl tâm tiết xuất hiện trong chiếc đầm ôm sát khá gợi cảm. Á hậu Huyền My nhanh chóng thu hút sự chú ý của quan khách với vẻ ngoài sang chảnh xinh đẹp thường thấy. Siêu mẫu Hà Vi vừa gợi cảm vừa cá tính với đôi môi màu đỏ trầm và chiếc đầm xẻ táo bạo. Sự xuất hiện của nhân vật chính Hồ Ngọc Hà bên cạnh nam thần Kim Lý khiến không khí tại buổi lễ như muốn nổ tung. Cặp đôi tỏ ra khá thoải mái vui vẻ trò chuyện trước ánh nhìn ngưỡng mộ của những khán giả vây quanh. Thời gian qua, giữa Hà Hồ Kim Lý dấy lên tin đồn rạn nứt, song bỏ qua những đồn đoán cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những sự kiện đặc biệt. Trước những tin đồn về chuyện chia tay, Hà Hồ Kim Lý đều không lên tiếng giải thích. Họ chỉ lặng lẽ xuất hiện bên nhau trong những sự kiện quan trọng như một câu trả lời khéo léo rằng cặp đôi vẫn đang rất hạnh phúc. Tham gia sự kiện với tư cách khách mời, MC Ngọc Trinh được Hồ Ngọc Hà tự tay chăm chút nhan sắc, dặm lại son môi. Á hậu Huyền My cũng là vị khách mời may mắn được đích thư nữ hoàng giải trí giúp chỉnh sửa lại lớp trang điểm. Trường Giang lần đầu nói về việc kết hôn với Nhã Phương, lấy vợ vui lắm. Lần đầu tiên xuất hiện sau chuyến nghỉ tuần trăng mật tại Hàn Quốc, Trường Giang cho biết anh cảm thấy rất vui khi lấy vợ. Trường Giang chia sẻ về đời sống gia đình, Trường Giang hài hước cho biết vợ anh là người quản lý kinh tế trong gia đình. Ngày 9 tháng 10, Trường Giang trở lại công việc sau chuyến nghỉ trăng mật tại Hàn Quốc. Anh có mặt trong buổi họp báo thách thức danh hài mùa năm cùng Ngô Kiến Huy. Lần đầu xuất hiện trước truyền thông kể từ khi kết hôn, Trường Giang nhận được nhiều câu hỏi về cuộc sống gia đình với Nhã Phương. Nam danh hài thích thú chia sẻ, có vợ vui lắm, tôi còn nghĩ bây giờ mình đã 36 tuổi rồi, tại sao mình không lấy sớm hơn? Nếu lấy từ lúc 30 tuổi thì giờ đã có con, chứ để sau này lớn tuổi quá thì cha già con mọn. Hai vợ chồng thuộc công ty khác nhau nhưng không ép ai phải về chung với nhau. Mỗi người một định hướng riêng trong công việc, không liên quan tới nhau. Còn định hướng chung là xây dựng tổ ấm gia đình. Khi cùng giải quyết một việc của gia đình thì chúng tôi sẽ cùng quyết định, anh chia sẻ thêm. Nam danh hài cũng thừa nhận anh là người sợ vợ, mười khó hài hước nói. Mọi người cũng biết phe nào mạnh hơn rồi đó, đương nhiên là phe vợ rồi, không ai dám cãi lại. Trấn Thành từng thông báo, tôi ra đường chỉ có 2 triệu đồng, còn Trường Giang ra đường không có một cách. Tất cả đã có trợ lý kế bên lo, nhúc nhích trợ lý báo. Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới vào 25 tháng 9 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Sau đó cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc từ 30 tháng 9. Sau đó Nhã Phương liên tục xuất hiện với vòng hai lớn trông thấy. Dấy lên tin đồn cô đang mang bầu, tuy nhiên cặp vợ chồng giữ im lặng về vấn đề này. Thách thức danh hài bước vào mùa năm, trong chương trình các thí sinh có một phút đồng hồ để chọc cười hai vị giám khảo là Trấn Thành, Trường Giang. Thí sinh có thể khiến hai giám khảo cười sẽ nhận được tiền thưởng của chương trình. Trường Giang, có những thời điểm tôi từng muốn đâm đầu vào xe chết. Không chỉ nhờ một câu nói, Nhã Phương đã giúp chồng mình tiếp tục cuộc sống và giờ thì đón nhận hạnh phúc. Chiều ngày 9 tháng 10, 2018, họp báo thách thức danh hài đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của giám khảo Trường Giang và MC Ngô Kiến Huy. Đây là mùa thứ 5, nam danh hài Sứ Quảng ngồi chung với Trấn Thành, còn chàng bắp quay lại sau mùa 2 và 3. Đây cũng là lần đầu tiên Trường Giang xuất hiện trước báo giới sau khi cưới vợ, nên được phóng viên săn đón nhiệt tình. Khi được hỏi cảm giác có vợ như thế nào, nam danh hài cười rất tươi. Có vợ rất là vui, mình nghĩ tại sao không có vợ sớm hơn, nếu có từ năm 30 thì bây giờ đã có con rồi. Trường Giang cũng rất khéo léo khi né câu hỏi về chuyện Nhã Phương mang bầu, khi nào vợ em sinh thì em sẽ có em bé. Tiết lộ việc từng muốn chết vì những bài báo không đúng sự thật, Trường Giang chia sẻ, có những thời điểm tôi từng muốn đâm đầu vào xe chết, tôi nói với vợ không muốn sống nữa, nhưng rồi chính Nhã Phương đã cứu anh chỉ bằng một câu nói. Thế anh sống cho ai? Có sống cho em và gia đình không? Nghe Nhã Phương hỏi Trường Giang như bừng tỉnh và rồi quyết định vượt qua nỗi buồn. Vợ chồng mỗi người tuy một công ty riêng nhưng không ai ép ai về công ty nào cả. Mỗi người một định hướng riêng về nghề nghiệp. Chỉ có định hướng chung là cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ. Chỉ khi nào việc liên quan đến gia đình, cả hai mới cùng quyết định. Còn công việc thì không can thiệp. Thank you.
sĩ Thanh đã chia tay bác sĩ đẹp trai nhất Việt Nam Hạo Đông. Bác sĩ điển trai Hạo Đông chia sẻ loạt story đầy ẩn ý, khiến cư dân mạng nghĩ anh chàng và sĩ Thanh đã đường ai nấy đi. Mới đây trên story Instagram, Hạo Đông đăng loạt ảnh sĩ Thanh cùng loạt chia sẻ: "Xin lỗi vì tôi mà xảy ra chuyện này, tôi mất tất cả thật sự rồi, tôi ngu ngốc trẻ con dại dột. Chưa bao giờ tôi ngắm em lâu đến vậy, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à, tối hôm đó anh nhớ em rất mệt, còn em nói nhiều lắm phải không? Hình đẹp quá, thật sự tôi chưa nở đâu, tôi tiếc lắm, tôi tiếc em, tiếc mọi thứ, tiếc tất cả, tiếc khoảnh khắc, tiếc giây phút, tiếc kỷ niệm chúng ta bên nhau, là do tôi sai, tôi ngu, có không biết giữ, em sống tốt nhé." Chia sẻ này của Hạo Đông khiến cư dân mạng nghĩ cặp đôi này đã thực sự chia tay. Hạo Đông đăng loạt ảnh sĩ Thanh cùng lời chia sẻ đầy đau buồn khiến cư dân mạng nghi ngờ cặp đôi đã chia tay. Phải chăng Hạo Đông đã làm điều gì đó để đánh mất tình yêu của mình? Năm 2017, sĩ Thanh công khai hẹn hò với bác sĩ đẹp trai 6 múi Hạo Đông. Dù kẻ bắt người nam, nhưng cả hai vẫn luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào, những khoảnh khắc hạnh phúc khi được ở gần nhau. Nếu thật sự sĩ Thanh và Hạo Đông chia tay, sẽ khiến cho người hâm mộ tiếc nuối. Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ anti-fan điều gì khi trở thành giám khảo Asia Next Top Model? Không còn ướp mở, Hồ Ngọc Hà chính thức xác nhận làm giám khảo khách mời tại Asia Next Top Model. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải dòng trạng thái khá dài, nói đến việc mình chính thức đảm nhận vai trò giám khảo khách mời cho một chương trình hoành tráng Asia Next Top Model 2018. Cô chia sẻ về vị trí đặc biệt này. Theo Hà, cứ làm việc chăm chỉ và phát triển hết những khả năng mình có, không ngừng tôi luyện và học tập, chuyện gì đến sẽ đến, tất cả mọi thứ đã là định mệnh được an bài. Đến giờ sau các show diễn hay tour diễn thì Hà vẫn đến trường học tiếng Anh. Dù chuyện học tiếng Anh đã kéo dài nhiều năm nay mà vẫn phải học vì trí nhớ Hà kém và lịch trình di chuyển liên tục, nói ra nghe nhục và vẫn phải nói vì từ nhỏ Quảng Bình được đi học bình thường, nhưng vì thời đó, ngày đó, hoàn cảnh bình thường đó chưa có sự xúi dục nghiêm túc cho tầm nhìn xa nên đến giờ vẫn miệt mài xì xa xì xồ mỗi ngày, mà nên nghĩ tích cực là đi học tự thấy mình trẻ ra, cuối cùng cũng nhận ra học, luyện tập không bao giờ là muộn và thừa. Hơn 15 năm làm nghề, Hà chưa bao giờ nghĩ mình giỏi, tài năng hay ngôi sao. Hà luôn tự nhắc mình hãy cố gắng vì tài năng rất nhiều, xinh đẹp không thiếu, nhưng người có ý chí, không tà khí và bất chấp chỉ trên đầu ngón tay. Nếu mình không có nghị lực hơn người thì mình cũng tầm thường thôi. Fan và anti-fan, các bạn là hai thái cực đối lập, đều đáng trân trọng. Vì chính các bạn, Hà có được sự cả tin và cố gắng, các bạn tôi luyện Hà và giữ cho Hà sự cân bằng giữa yêu và ghét, giữa được và mất, giữa thiên đàng và địa ngục. Hà chưa bao giờ ngừng cảm ơn các bạn, ghét và thương là quyền của mỗi người. Việc của Hà là cố gắng và có ý thức hơn trong cuộc sống sau mỗi lần vấp ngã. Chúng ta ai rồi cũng sẽ già, bớt sân si, bớt to tiếng và bớt nhiệt huyết với mọi thứ, kể cả đam mê riêng và kể cả kêu gọi tẩy chay nhau, chắc chắn là như thế. Vì khi già chúng ta chỉ cần duy nhất đó là bình yên hạnh phúc. Cảm ơn các bạn anti-fan, các bạn giúp Hà hiểu rõ rằng không có thành công nào được trải cánh hoa hồng mà phải biết đối mặt với gai nhọn rỉ máu mới tận hưởng được sự tỏa hương của hoa hồng. Xin cảm ơn sự yêu thương của các anh chị em nghệ sĩ lớn, sự theo dõi ngưỡng mộ của các bạn nghệ sĩ trẻ và đặc biệt các anh chị trong lĩnh vực truyền thông đã luôn sát cánh đồng hành và thấu hiểu. Cuối cùng đời là thế, lên voi xuống chó, sướng hôm nay chưa chắc mai đã còn. Hôm nay không muốn ai nhìn thấy mình vì sợ bị làm phiền và nghĩ mình đang sáng rồi, mai có muốn gặp cũng không ai rảnh rỗi để tiếp. Sống có chút biết điều, hiểu chuyện và làm tốt vai trò của mình, không ganh tị ai được, không sân si ai hơn, cũng chẳng cần so sánh mình và người. Đời ai nấy sống, không giúp nhau được thì cũng không cần hạ bệ nhau, cảm ơn và trân trọng tất cả. Sự xuất hiện của người đẹp trong sân chơi này như tăng thêm niềm vui và là niềm tự hào cho khán giả, cũng như giới mộ điệu thời trang Việt Nam khi có đại diện xuất hiện trong chương trình quốc tế. Để nhận lời tham gia chương trình, Hồ Ngọc Hà đã phải sắp xếp thời gian vì lịch trình bận rộn của mình, đồng thời dành thời gian tìm hiểu và trau dồi các kỹ năng chuyên môn và ngoại ngữ vì toàn bộ chương trình phải sử dụng tiếng Anh và không có thông dịch viên. Với cá tính và phong cách thời trang riêng biệt, sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà tại Asia Next Top Model như một lần nữa khẳng định tài năng và phong cách của cô. Sau đám cưới, chồng đại gia nhắn nhủ lời mật ngọt đến với vợ Lan Khuê.
Những lời chia sẻ về đám cưới đẹp như mơ và lời hứa đến với vợ mới cưới của John Tuấn Nguyễn nhắn nhủ sau đám cưới nhận được sự quan tâm từ nhiều người. Sau nhiều ngày chờ đợi thì đám cưới của Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn diễn ra hôm 4 tháng 10 vừa qua. Tiệc cưới được diễn ra tại một khách sạn sang trọng. Đặc biệt nhất, đông đảo đồng nghiệp là các nghệ sĩ Việt cũng đã có mặt tại sự kiện quan trọng của đôi vợ chồng. Sau đám cưới gần một tuần, trên trang cá nhân của mình, John Tuấn Nguyễn chia sẻ đoạn clip toàn cảnh đám cưới cùng trạng thái nhắn nhủ đến Lan Khuê, khẳng định ngày cưới Lan Khuê làm vợ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời. John Tuấn Nguyễn khiến chị em rung động vì dành riêng cho siêu mẫu những lời lẽ đậm chất ngôn tình. Anh không thể ngừng suy nghĩ về đám cưới của chúng mình, đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh từ trước đến nay. Anh muốn cảm ơn gia đình, những người đã làm cho ngày này trở nên đặc biệt hơn. Em yêu, anh sẽ luôn là người chồng xứng đáng với em, là người cha vui vẻ nhưng nghiêm khắc với các con mình. John Tuấn Nguyễn còn cho biết đám cưới đã qua, nhưng hiện tại vẫn không ngừng nhớ về ngày đặc biệt này. Nam doanh nhân cũng hứa sẽ là người chồng xứng đáng với vợ, là người cha tuyệt vời của các con sau này. Có thể thấy từ ngày đính hôn với Lan Khuê, ông xã của cô đã cởi mở hơn trong việc thể hiện tình cảm cùng vợ con mình. Không những thường xuyên bày tỏ sự háo hức, nóng lòng trước ngày cưới, anh còn không ngần ngại viết những câu ngôn tình ngọt liệm gửi bà xã trên trang cá nhân. Ngay tại đám cưới, John Tuấn Nguyễn còn khiến bạn bè ồ lên vì những phát ngôn lãng mạn như nếu liệt kê hết những lý do khiến anh yêu em thì đến sáng mai cũng không hết, hay anh yêu em dịp này và nhiều dịp sau nữa. Chia sẻ này của John Tuấn Nguyễn nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ.